Xin chào cả nhà. Trong mùa thu này, hãng mỹ phẩm Mamonde vừa ra mắt bộ sưu tập 5 màu son mới với cái tên rất là ngon lành, đó là Brownie Series. Bộ sưu tập là sự kết hợp của hai dòng son khác nhau, Creamy Tint Color Balm Intense và Highlight Lip Tint Velvet. Đây cũng là lần đầu tiên mình thấy một bộ sưu tập kết hợp ngẫu hứng giữa son thỏi và son kem như thế này. Chúng ta hãy đi vào test thử chúng nhé. Creamy Tint Color Balm Intense không còn xa lạ gì với người dùng Việt Nam nữa vì có quá nhiều màu của dòng son này trở thành hit và gần như ai cũng có một thỏi Red Pepper số 20 trong collection son của mình. Giá hạt dẻ, bảng màu đẹp và chất son xinh là tất cả những gì bạn nghe được khi bảo một người nhận xét về dòng son này. Concept thỏi son hình bút chì sáp có nắp và vỏ đồng màu với son bên trong đã khá là quen thuộc. Dẫu sao thì cũng sẽ có hai trường phái. Một là cực kỳ yêu thích thiết kế giống cây bút chì dễ thương. Hai là nghĩ chúng không đủ sang trọng như một thỏi son bình thường. Mình sẽ để việc nhận xét về packaging lại cho các bạn nhé. Màu đầu tiên của bộ sưu tập 31 Chili Pepper mang nhiều điểm tương tự như Red Pepper ở sắc đỏ trầm. Nhưng thay vì nghiêng về tông nóng thì Chili Pepper nghiêng về tông lạnh nhiều hơn. Và nếu tán mỏng ra các bạn sẽ quan sát được sắc hồng trong màu son. Với những tông màu đậm như thế này, các bạn có thể dễ dàng sử dụng với mọi tông da. Màu 32 Red Brownies, màu sắc son đỏ đất nữa, nhưng lần này Red Brownies được tạo nên nhạt hơn và ấm hơn. Nếu dùng đánh lồng môi hay tán thật nhạt, các bạn có thể nhìn thấy sắc hồng đào ở mức base của Red Brownies. Càng layer, sắc nâu sẽ càng nổi bật hơn và màu son sẽ dễ dàng sử dụng cho mọi tông da. Màu 33 Chili Rose, quay trở lại với son tông lạnh vì tên son có chữ chili nên mình đã tưởng màu son sẽ có sắc đỏ nhiều hơn. Tuy nhiên Chili Rose chắc chắn là một tông son hồng MLBB có pha màu đất, nhẹ nhàng tự nhiên và chắc chắn là một màu son hàng ngày an toàn và phù hợp với mọi tông da. Bây giờ hãy nói về dòng son Highlight Lip Tint Velvet. Trái với son thỏi chỉ 2.5g, son kem Tint Velvet có dung lượng đến 5g và được thiết kế đựng trong packaging bằng thiết bóng mờ, gợi chúng ta nhớ về những lon soda ngon lành. Phần nắp son thuôn nhọn và một phía như hình chiếc lá và phần son bên trong có mùi hoa hồng nhẹ. Chất son mới là phần đặc biệt vì khi vừa thoa lên thì son có chất hơi bong bóng. Nhưng một khi chúng ta tán son ra thì chất son sẽ chuyển thành dạng Velvet và càng ở trên môi lâu thì chất son sẽ càng lì hơn và bám chặt vào môi. Texture son khá lạ ở chỗ là son bám vào da chặt từ lần đầu tiên và khi các bạn layer thêm thì độ đậm của son tăng lên nhưng lớp son bên dưới không bị trượt đi khi chúng ta tiếp tục layer son lên trên. Màu 11 Red Pepper là màu đỏ bầm tông lạnh, cực ngầu và ấn tượng. Dòng son này giữ màu rất lâu và càng ngày càng đẹp hơn. Màu 12 Coral Filter hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng badass của màu 11. Màu 12 lại là một sự lựa chọn ngọt ngào, dễ thương của sắc hồng cam san hô, dịu dàng, trẻ trung và nữ tính. Mình có thể hình dung bản thân đánh vội Coral Filter lên trước khi ra ngoài ăn sáng, trên mặt mộc và khi son trở nên lì thì nó sẽ giống như màu quả đào tự nhiên rất xinh và dĩ nhiên nó sẽ dùng được cho mọi tông da. Các bạn nghĩ sao về bộ sưu tập Brownie Series này? Liệu các bạn thuộc team son thỏi hay team son kem? Hãy để lại comment suy nghĩ của các bạn bên dưới nhé! Đừng quên click vào hình cái chuông bé bé xinh xinh để nhận được thông báo về video mới nhất cũng như gia nhập vào gia đình The Cloud bằng cách like fanpage The Cloud Beauty và follow Instagram The Cloud Beauty. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye!